đâu là vùng đất mà mình đã thấy trong giấc mơ. Có lẽ là Phi Châu. Không phải. Hay là Hồng Kông. Cũng không phải. Mangalore. Cũng không. Malabar. Cũng không phải. Lạy Chúa, con tin tưởng nơi Ngài. Xin Ngài chỉ cho con biết những dấu chỉ của Chúa. À, mình nhớ ra rồi. Đây là tấm bản đồ mà ông đại sứ Argentina gửi cho mình. Xem có hy vọng gì không? Hai con sông đây rồi. Một vùng sa mạc rộng lớn. Và những người to lớn. Đây rồi, Patagonia của đất nước Argentina. Patagonia. Thưa Đức Mosco, có thư của Đức Tổng giám mục Buenos Aires gửi cho em. Mình còn đồng bà đấy. Ôi, đây là thật hay là mơ? Cha đang mơ à, các con ơi? Chuyện gì vậy đâu, không? Trong thư, Đức Tổng giám mục Argentina đã viết mời cha gửi các Sarajin đến Argentina. Đây là vùng đất mà cha được Chúa mời gọi trong giấc mơ. Vùng đất có những con người to lớn và hung dữ đấy. Vùng đất mà Thiên Chúa mời gọi lại còn là vùng đất ở trong giấc mơ. Còn không thể hiểu được cha. Đúng như vậy. Đêm qua cha đã có một giấc mơ. Và giấc mơ ấy thật là kỳ lạ. Cha thấy mình đang ở trong miền đất hoang rợ và hoàn toàn chưa được biết tới. Đây là một đồng bằng mênh mông chưa được canh tác. Ở đằng xa chân trời có những dãy núi gồ ghề lởm chởm. Cha thấy có những người đi ngang qua đồng bằng này. Họ có thân hình to lớn và vẻ hung dữ. Tóc họ dài và thô, màu đồng thọc và đen. Họ mang khí giới là lao và quân mỏ. Một nhóm nhà truyền giáo cũng nhiều dòng tiến vào vùng đất hoang sơ đó. Khi thấy người lạ tiến vào khu vực của chúng, chúng tức giận và nổi bắn hoạt được bộc phát qua cơ thể. Và những người lạ mặt để tấn công một cách dã man. Chỉ sau nháy mắt, đoàn người xa lạ kia không còn một ai. Họ nằm la liệt trên những cột máu. Sau khi chứng kiến cảnh tài nát trên, cha thầm nghĩ, làm cách nào để giúp cho dân này trở lại?
Đúng lúc cha đang suy nghĩ điều này, thì kìa, ở đằng xa có một đoàn truyền giáo khác từ từ tiến lại. Với khuôn mặt đầy phấn khởi vui tươi, đi trước họ là một đám trẻ. Thấy thế cha thầm nghĩ, tội nghiệp bọn họ lại tới gặp mặt. Hơn nữa cha nhận ra họ là điều này khiến cha phải hô lớn, tại sao các con lại đến đây để ngăn cản bước tiến của họ? Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Khi thấy đời người say di, chân mang rợ tỏ ra hài lòng. Chính đồng thân hạ tuyên giáo, bỏ đầy và tiếp đón các việc truyền giáo hết sức lực kiệt. Nhóm người Sa-li-in hòa nhập với người thổ dân, vui chơi với họ, dạy cho họ làm dấu, đọc kinh và hát kinh. Ave Maria. Đồng Baptist và đồng Lê-ô-ê thân mến, sau giấc mơ này, niềm ao ước được làm việc trong những cánh đồng truyền giáo của cha lại được khơi lên một cách mãnh liệt hơn. Cha xác tín rằng Chúa đã mời gọi chúng ta, trao cho chúng ta một vùng đất hứa, đó là Argentina. Vậy cha sẽ gửi các Salesian đến đó chứ ạ? Tất nhiên rồi, cha sẽ viết thư cho Đức Tổng Giám mục và trả lời với Ngài. Chúng ta sẽ đồng ý cả hai đề nghị của Ngài. Trước hết, chúng ta sẽ đến làm việc cho những người di dân, những người trẻ nghèo và bị bỏ rơi của các giáo xứ di dân nước Ý. Sau đó chúng ta sẽ đảm nhận công cụ của giáo xứ Thánh Nicolas. Rồi từ đó chúng ta đến những vùng đất khác nhau, và càng sớm càng tốt, chúng ta sẽ đến với những sắc dân mang rộng. Ôi, biết bao linh hồn đang chờ đợi chúng ta các con ạ. Đúng như vậy đó cha, vậy thì chúng ta tiến hành thôi. Cảm ơn bạn, y gracias. Chào buổi sáng. Y buenos días. Ôi, chào cha. Ôi, cha. Đến Tây Ban Nha và cha như thế nào rồi? Tôi học sắp hết cuốn sách này rồi. Ôi, trời, cha giỏi quá. Thế cha. Tôi cho anh xem học của tôi. Wow. Tây Ban Nha của tôi. Ôi, Tây Ban Nha yêu dấu của chúng ta. Như thế này, chúng ta sẽ nói tiếng Tây Ban Nha một cách lưu loát đó, cha. Đúng rồi, thì chúng ta tiếp tục đi. Chào ông Caliero, con đánh đàn thật là hay. Con cảm ơn cha. Nghe tiếng đàn con như thế, cha thiết nghĩ mình sáng này sẽ ra sao khi vắng tiếng đàn của con. Ôi, chỉ cần có đồng Bosco thôi thì mọi âm thanh sẽ tự trỗi lên thôi. Con quá khen cho đồng Bosco. À mà ông Caliero, cha có một điều muốn trao đổi với con. Thưa cha, con nói. Cha ước muốn gửi một linh mục Salesian ở với cha lâu năm nhất, cùng đồng hành với các vị truyền giáo sang Mỹ Châu, ở lại với các anh chị em khoảng 3 tháng, đến khi mọi sự tương đối ổn định, rồi sẽ trở về.
Bởi cha nghĩ bỏ mặc họ ở một vùng đất mới, không có một sự trợ giúp hay một người cố vấn tốt lành nào. Nghĩ đến, cha cảm thấy rất thương các anh em. Không biết con nghĩ thế nào? Thưa cha, nếu hiện tại cha chưa tìm được một ai khác mà cha muốn chọn con, thì con xin sẵn sàng. Con sẵn sàng. Tốt lắm Carmelo của cha. Cảm ơn con thật nhiều. Như thế, cha sẽ gửi các anh em đi. Và cha còn sẽ viết một lá thư cho các chị em con cái Đức Mẹ phù hộ, bởi vì họ cũng là một thành phần trong gia đình chúng ta. Và như thế, họ sẽ cùng với chúng ta làm việc cho nước Chúa tại vùng đất hứa mà Chúa đã hứa cho chúng ta. Thật là một ý kiến tuyệt vời thưa cha. Con đảm bảo với cha là cha sẽ nhận được hàng tá những chữ ký của các chị em nhiệt thành đó đồng ý với ý kiến của cha. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và chuẩn bị thực hiện kế hoạch nhé. Mẹ Bazzarello ạ, viêm con
con hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa để xin Chúa cho con biết đâu là những chị em xứng đáng và thích hợp trong sứ vụ quan trọng này. Đồng thời, con cũng hãy chuẩn bị những gì cần thiết cho các chị em. Con cảm ơn cha, những lời chỉ dẫn của cha thật là rất hữu ích cho chúng con. Đã có rất nhiều các nữ tu công đức mẹ phù hộ muốn lên đường truyền giáo. Và sơ Angela Vance là một trong những người đó. Lời mời gọi ra đi loan báo tin mừng đã thực sự xâm chiếm tâm hồn Angela Vance. Sau khi đã trải qua những phân định khác nhau trong cầu nguyện và qua việc trao đổi với các chuyên gia, cuối cùng với tất cả tình yêu và lòng nhiệt thành, nữ tu Angela Vance đã có những quyết định xin lên đường truyền giáo. Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng ủng hộ cho quyết định này của Angela, nhất là những người thân trong gia đình. Thuộc về Chúa, thì sống với các chị em và cả anh
Thưa bố, thưa mẹ, hôm nay con về không chỉ thăm bố mẹ mà còn báo cho bố mẹ một tin vui nữa. Tin vui. À, bố trẻ rồi lại là cái tin học sinh của con bỏ trốn. Trở lại nó xin con nhập lại cái gì? Đúng không? Bố, nhìn thấy không? Mẹ, sau khi con đã cầu nguyện và xin nghỉ, con cảm thấy lòng mình được thôi thúc để lên đường đi truyền giáo. Và nếu không có gì thay đổi, con sẽ được gửi đến Argentina cùng với các chị em của con, bố mẹ. Sao sao? Argentina à? Con, mẹ không đau lòng đấy. Chị ơi, giờ đây. Thế tại sao con lại bị đưa đến Argentina? Hay là con đã làm lỗi gì với các bề trên khiến các bề trên thương chửi con đến Argentina hả? Mẹ ơi, không phải là con bị thương đi đâu, mà là con tự quên, là con khao khát được đến nơi đấy mẹ. Không được đâu Argentina. Con đã suy nghĩ chín chắn chưa? Mẹ tin vào quyền năng của Chúa, nhưng mẹ sẽ sống thế nào nếu biết con phải đau khổ, phải vất vả nơi vùng đất truyền giáo xa xôi đó? Con đừng làm khổ mình nữa, Angela. Nếu mà con ở gần đây, có chuyện gì mẹ còn chạy qua chạy lại. Còn con ở xa như vậy, nhỡ có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ lo cho con? Lạy Chúa, Chúa đã ban Angela cho con, đứa con mà con vô cùng thương quý. Xin Chúa đừng lấy lại. Nhưng con không sợ, vì con biết rằng Chúa đã
và sẽ ở với con. Sự hiện diện của Ngài sẽ lấp đầy những trống vắng trong tâm hồn của con. Tốt lắm, khỏi bàn. Bố tin vào quyết định của con đã đủ lớn để có thể quyết định cho tương lai của mình. Bố không dám tin vào sức mạnh của mình. Cũng không nghĩ là con gái bố sẽ vượt qua khó khăn cách anh hùng. Nhưng bố tin vào đấng đã chọn, đã gọi và sai con. Chính người sẽ hành động. Bố muốn nhắc con một điều. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, không thối đi, thì không bao giờ trổ sinh tồn tại. Con chỉ có thể làm cho sự sống của Thiên Chúa tồn tại nơi con và nơi những người con đã ở bằng cách học chết mỗi ngày trong những gì thuộc về mình. Cô yên tâm, con sẽ phó thác mạng sống của con trong tay Chúa. Những khi con yếu đuối, Ngài sẽ là sức mạnh cho con. Những khi con cô đơn, Ngài sẽ là nơi cho con nương tựa. Mọi sự đều có thể đối với Ngài, đúng không bố? Đúng rồi, tốt lắm con gái. Mẹ, con biết là mẹ rất thương con. Con cũng biết mẹ cũng khao khát để con được hạnh phúc và thực hiện được ước mơ của mình nữa. Và mẹ cũng rất yêu Chúa và thánh ý của Ngài nữa, đúng không mẹ? Chính vì thế mà con ước muốn mẹ sẽ là người đầu tiên chúc lành cho con trước khi con lên đường. Mà biết hạnh phúc của con là hạnh phúc của mình. Mà không biết chuyện gì sẽ xảy ra với con trong tương lai. Nhưng mà có một điều chắc chắn là mẹ sẽ rất nhớ con và sẽ không bao giờ quên con trong tâm trí và lời cầu nguyện của mình. Chân là nếu việc con ra đi là thánh khí của Chúa, thì mẹ tôi dám trái lại. Ngài đã ban con cho gia đình này, Ngài thực hiện điều gì là tùy ý Ngài. Nhưng con hãy cầu nguyện nhiều cho mẹ, để mẹ có thể can đảm và thanh thản đón nhận thánh khí này của Thiên Chúa cho con và cho cả mẹ. Mẹ của con, ôi xong việc rồi. Ôi cái cần. Bây giờ thế này, vật chất cũng quan trọng, ăn uống tiền con cũng quan trọng. Nhưng mà bây giờ ta dọn nhẹ nhàng thật nhanh, sau đó cả gia đình mình đến đền thờ Đức Bà Cả. Nơi đấy ta sẽ cầu nguyện cho hành trình mới của con. Giúp bố một tay. Dạ thôi bố kìa.